Minh Phát xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Phát. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi bản tin buổi trưa hôm nay thứ 6 ngày 29 tháng 1 năm 2021. Và đây là bản tin mới nhất được Minh Phát vừa cập nhật. Sau đây, mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Các bạn thân mến, giá vàng tại phiên buổi trưa hôm nay thứ 6 ngày 29 tháng 1 năm 2021 trên thị trường quốc tế tiếp tục giao dịch ở mức thấp 1.841 USD sau khi đã có cú bứt phá vào đêm ngày hôm qua khi giá đã lên tới 1.864 USD một ounce. Ở tại thị trường trong nước, các cửa hàng vàng bạc đá quý đều điều chỉnh mức tăng giảm trái chiều ở một số thể loại từ mức 50.000 đồng một lượng cho đến 150.000 đồng một lượng. Cụ thể, cửa hàng vàng bạc đá quý Sài Gòn chi nhánh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh giá vàng SJC tăng 50.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Trong khi đó, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji tại Hà Nội điều chỉnh tăng 150.000 đồng lượng ở chiều mua và chiều bán giữ nguyên. Tại Phú Quý SJC, giá vàng SJC không có sự điều chỉnh ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên liền trước. Tập đoàn vàng bạc đá quý PNG chi nhánh tại miền Bắc và miền Nam cũng ghi nhận biến động tăng 100.000 đồng lượng cả hai chiều. Hiện tại, giá trần mua vào và bán ra của vàng miếng SJC ở mức 56.200.000 đồng một lượng và 56.700.000 đồng một lượng. Trên thị trường quốc tế, giá vàng đã lao dốc mạnh ngay sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tuyên bố giữ nguyên lãi suất từ 0 cho đến 0,25% trong phiên họp đầu tiên của năm 2021. Đồng thời, Fed cam kết tiếp tục bơm ra thị trường 120 tỷ USD một tháng, bao gồm mua ít nhất 80 tỷ USD trái phiếu chính phủ của Mỹ và 40 tỷ USD chứng khoán đảm bảo bằng tài sản thế chấp mỗi tháng nhằm hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế bị suy thoái do dịch Covid-19. Các nhà phân tích cho rằng thị trường có thể đã rất thất vọng khi Fed không có thêm động thái nào về định hướng chính sách hay triển vọng của các biện pháp kích thích. Do đó, các tài sản rủi ro xuống giá, còn đồng USD tăng giá. Nhà đầu tư quay lại mua đồng USD và vàng chịu sức ép. Đồng USD đã tăng trở lại, neo ở gần mức cao nhất trong vòng hơn một tuần so với các đồng tiền chủ chốt khác. Do các thị trường cổ phiếu giảm là lực cản khiến cho giá vàng khó có thể tăng trong thời điểm này. Giá vàng cũng đang chịu áp lực từ sự trì hoãn của gói cứu trợ Covid-19 trị giá 1.900 tỷ USD theo đề xuất đầy tham vọng của tân Tổng thống Mỹ ông Joe Biden, vì không được phe Cộng hòa bật đèn xanh do những lo ngại rằng nó là quá đắt. Nền kinh tế đang ở vào một thời điểm khá khó xác định được triển vọng khi mà đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp và các chính sách kinh tế của chính quyền mới ông Joe Biden vẫn chưa rõ ràng. Bên cạnh đó, các quỹ ETF vẫn không ngừng bán vàng ra thị trường với số lượng lớn. Quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDR đã bán dòng phiên thứ 3 liên tiếp trong tuần này, giảm mức nắm giữ còn 1.164,79 tấn. Lượng vàng bán tổng cộng trong 3 phiên lên tới 8,46 tấn. Tuy nhiên, nhà tư vấn Hasabarov cho rằng nếu các thị trường chứng khoán tiếp tục giảm, các nhà đầu tư sẽ chuyển hướng sang mua trở lại vàng. Theo ông, sẽ có thêm nhiều biện pháp tiền tệ và tài khoá được thực hiện trên toàn cầu. Có những lo ngại về giá trị của các thị trường chứng khoán, nợ công, do đó tình hình kinh tế vĩ mô vẫn có rất lợi cho vàng. Các bạn thân mến, tại phiên buổi trưa hôm nay, vàng thế giới đang giao dịch quanh ngưỡng 1.841,4 USD một ounce. Trong ngày hôm nay, vàng thế giới giao dịch ở mức thấp nhất là 1.839,43 USD và cao nhất là 1.845,21 USD một ounce. Về chỉ số đô la Mỹ đã tăng khoảng 0,32% và hiện đang đứng tại ngưỡng 90,442 điểm. Giá dầu thô thế giới đã có mức sụt giảm nhẹ và hiện đang có mức giá ở chiều mua là 52,22 đô la Mỹ một thùng, còn là chiều bán là 52,1 đô la Mỹ. Tiếp theo là bảng niêm yết giá vàng trong nước. Vàng SJC tại Thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56.200.000 đồng một lượng, bán ra 56.700.000 đồng một lượng, tăng 50.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Vàng SJC tại Hà Nội mua vào 56.200.000 đồng một lượng, bán ra 56.720.000 đồng một lượng, cũng tăng 50.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng SJC là 500.000 đồng một lượng. Vàng Doji tại Thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56.150.000 đồng một lượng, bán ra 56.650.000 đồng một lượng,
giảm 50.000 đồng lượng ở chiều mua và tăng 100.000 đồng lượng chiều bán. Vàng Doji tại Hà Nội mua vào 56.300.000 đồng một lượng, bán ra 56.650.000 đồng một lượng, tăng 150.000 đồng lượng ở chiều mua và giữ nguyên chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán của vàng Doji từ 350.000 đồng một lượng cho đến 500.000 đồng một lượng. Vàng PNG tại Thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56.150.000 đồng một lượng, bán ra 56.650.000 đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Vàng PNG tại Hà Nội mua vào 56.150.000 đồng một lượng, bán ra 56.650.000 đồng một lượng, cũng tăng 100.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng PNG là 500.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý, SJC mua vào 56.300.000 đồng một lượng, bán ra 56.650.000 đồng một lượng. Tại Mỹ Hồng, SJC mua vào 56.300.000 đồng một lượng, bán ra 56.530.000 đồng một lượng, giảm 20.000 đồng một lượng ở chiều bán và giữ nguyên chiều mua. Tại Bảo Tín, Minh Châu mua vào 56.350.000 đồng một lượng, bán ra 56.800.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng Exim Bank mua vào 56.300.000 đồng một lượng, bán ra 56.600.000 đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Tại ngân hàng ACB mua vào 56.150.000 đồng một lượng, bán ra 56.500.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng Sacombank mua vào 54.380.000 đồng một lượng, bán ra 54.580.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng SCB mua vào 56.100.000 đồng một lượng, bán ra 56.600.000 đồng một lượng, giảm 50.000 đồng một lượng ở chiều mua và tăng 50.000 đồng một lượng chiều bán. Tại ngân hàng Manulife mua vào 55.700.000 đồng một lượng, bán ra 56.900.000 đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng chiều mua và 150.000 đồng một lượng chiều bán. Tại ngân hàng TPBank Gold mua vào 56.300.000 đồng một lượng, bán ra 56.650.000 đồng một lượng, tăng 150.000 đồng một lượng ở chiều mua và giữ nguyên chiều bán. Giá vàng SJC chi nhánh ở các tỉnh thành đều có mức điều chỉnh tăng ở cả chiều mua và chiều bán là 50.000 đồng một lượng. Tại Đà Nẵng mua vào 56.200.000 đồng một lượng, bán ra 56.720.000 đồng một lượng. Tại Nha Trang mua vào 56.200.000 đồng một lượng, bán ra 56.720.000 đồng một lượng. Tại Cà Mau mua vào 56.200.000 đồng một lượng, bán ra 56.720.000 đồng một lượng. Tại Bình Phước mua vào 56.180.000 đồng một lượng, bán ra 56.720.000 đồng một lượng. Tại Huế mua vào 56.170.000 đồng một lượng, bán ra 56.730.000 đồng một lượng. Tại Biên Hòa mua vào 56.200.000 đồng một lượng, bán ra 56.700.000 đồng một lượng. Tại miền Tây mua vào 56.200.000 đồng một lượng, bán ra 56.700.000 đồng một lượng. Tại Quảng Ngãi mua vào 56.200.000 đồng một lượng, bán ra 56.700.000 đồng một lượng. Tại Long Xuyên mua vào 56.220.000 đồng một lượng, bán ra 56.750.000 đồng một lượng. Giá vàng mẫu số 9, vàng nữ trang SJC nhận mẫu số 9 là từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 54.350.000 đồng một lượng, bán ra 54.850.000 đồng một lượng, giảm 50.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Vàng nữ trang mẫu số 9 mua vào 53.950.000 đồng một lượng, bán ra 54.650.000 đồng một lượng, cũng giảm 50.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Vàng nữ trang 24K mua vào 53.109.000 đồng một lượng, bán ra 54.109.000 đồng một lượng, giảm 49.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Vàng nữ trang 18K mua vào 39.142.000 đồng một lượng, bán ra 41.142.000 đồng một lượng, giảm 37.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Vàng nữ trang 14K mua vào 30.014.000 đồng một lượng, bán ra 32.014.000 đồng một lượng, giảm 29.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Vàng nữ trang loại 10K mua vào 20.941.000 đồng một lượng, bán ra 22.941.000 đồng một lượng, giảm 21.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Phần cuối bản tin, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Vietcombank. Đồng đô la Mỹ
mua vào 22.940 đồng, bán ra 23.150 đồng, giá không thay đổi so với phiên liền trước. Đồng đô la Úc mua vào 17.249 đồng, tăng 90 đồng, bán ra 17.969 đồng, tăng 94 đồng. Đồng đô la Canada mua vào 17.529 đồng, giảm 1 đồng, bán ra 18.261 đồng, giảm 1 đồng. Đồng Yên Nhật mua vào 215 đồng, bán ra 226 đồng, giá không thay đổi so với phiên trước đó. Đồng Euro mua vào 27.104 đồng, tăng 63 đồng, bán ra 28.520 đồng, tăng 66 đồng. Đồng Franc Thụy Sĩ mua vào 25.304 đồng, tăng 43 đồng, bán ra 26.361 đồng, tăng 44 đồng. Đồng bảng Anh mua vào 30.848 đồng, tăng 137 đồng, bán ra 32.136 đồng, tăng 143 đồng. Đồng nhân dân tệ mua vào 3.503 đồng, tăng 18 đồng, bán ra 3.650 đồng, tăng 19 đồng. Đồng đô la Singapore mua vào 16.923 đồng, tăng 38 đồng, bán ra 17.630 đồng, tăng 40 đồng. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bản tin buổi trưa hôm nay thứ 6 ngày 29 tháng 1 năm 2021. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn buổi chiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui. Nếu như các bạn yêu kim loại quý, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Và bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.